Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ lắc nền gặp ngang cô chú anh chị. Thì cái nền này mình đã tưới nước và xử lý độ ẩm rồi nè. Thì hôm nay mình lót gạch là 80 nha. Sử dụng bằng máng kéo ngăn cưa. Thì cái máng kéo ngăn cưa này lúc trước mình có làm một cái clip hướng dẫn cách làm đó cô chú anh chị. Thì hôm nay mình lấy ra mình để sử dụng cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì ở đây á thì gạch là 80 mà máng kéo của mình là nó có 50. Nên một lát nữa mình sẽ kéo thêm một quận nữa nha cô chú anh chị. Vì mình chưa có chế ra được cái dài 80. Để những clip sau mình sẽ có chế ra được thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì để kéo được cái máng găng cưa này dưới nền này thì cái nền mình là sẽ có độ ẩm và mình vậy hồ bằng xi măng khoa với keo hoặc là xi măng không cũng được nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ khoa với tỷ lệ là nó có độ dẻo mà không có đặc quá nha, cũng vừa vừa để mình kéo nó mới đi được, còn nếu đặc thì nó sẽ lột lớp lên nó không có dính được ở dưới nền nha. Thì ở đây mình kéo một quận thứ hai. Thì quận thứ hai này thì mình sẽ kéo nó cho nó ngang dưới một cái thước mình đo qua sẵn là 80 á. Thì mình lấy theo cái chuẩn của nó là nó sẽ đều luôn, là nó đủ cái bề ngang của miếng gạch 80 lên của chú anh chị. Thì để biết mình lót hiệu quả hay là như thế nào thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình hết clip này để mình xem cây gạch mình lót cây có chuẩn hay là không nha. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn xem và thấy video mình coi hay nhớ đăng ký ủng hộ và cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.
thành công. Rồi, nãy giờ mình cũng chia sẻ cái cách để mình lót gạch 80 trên nền kéo máng găng cưa nha cô chú anh chị các bạn. Thì những cái đường hồ mình kéo đó thì để gạch lên chỉ dùng máy gung, gung nhẹ xuống là xong thôi. Đường hồ rất là đều, mặt gòn thì cũng rất là đều luôn nha cô chú anh chị. Mặt bằng thẳng luôn, rất là đẹp. Rồi, mình cũng kết thúc clip hôm nay. Hẹn cô chú anh chị và các bạn xem những clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye.